thẳng lên em, đi ngang lên, hưởng ngực ra. Tấn công, phòng thủ. Em không thích là... Em không thích giặt đồ. Không thích giặt đồ. Ủa sao kỳ vậy, ai giặt đồ cho bạn? Thì không ai giặt đồ nên em phải giặt đồ. Thì là ở dơ hả? Mặt ngoài không biết không giặt hả? Hay sao? Đó cũng là điều em thắc mắc lắm ạ. Sao đến bây giờ em vẫn chưa có. Hồi năm lớp 11 thì em có thích thầy giáo chủ nhiệm em. Trời. Ủa? Hẹn hò sao xách cái vỏ bự vậy? Đây là cái vỏ em thường hay đi làm, ba lô em đi làm. Bạn làm nghề gì? Dạ em làm bên tài chính. Tài chính? Dạ. Nghĩa là ba lô rất là nhiều tiền. Không nhiều tiền đâu, ba lô chỉ là đem laptop và một số tài liệu. Bạn tên gì là gì? Dạ em tên là Trần Tú Sơn. Bao nhiêu tuổi? 28. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra. Chào em. Đi thẳng lên em, đi ngang lên, hưởng ngực ra. Tấn công, phòng thủ. Chào em tên gì? Em tên là Mến, sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp kinh tế hả em? Dạ. Nhìn em là chị thấy rất là dễ mến. Mến chắc có nhiều bạn trai lắm ha? Dạ chưa có. Chưa có. Đến với chương trình ngày hôm nay, Mến trông mong vào điều gì? Điều quan trọng nhất là em có thể tìm được một người bạn trai hợp ý với mình. Dạ, đó, đấy đó là điều quan trọng nhất. Em đến với chương trình dạ. Hôm nay. Bạn nghe bạn gái kia nói chuyện dễ thương chưa? Dễ thương à? Tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Dạ. Chung với bạn hình như làm ăn được đó nha. Kinh tế tài chính. Sở thích của bạn là gì? Dạ, em là em thường hay thích là đi leo núi. Leo núi? Dạ. Và em thích đi chạy bộ. Chạy bộ tập sức khỏe. Và không thích điều gì? Em không thích là... Em không thích giặt đồ. Không thích giặt đồ. Ủa sao kỳ vậy, ai giặt đồ cho bạn? Thì không ai giặt đồ nên em phải giặt đồ. Thì là ở dơ hả? Mặt ngoài không biết không giặt hả? Hay sao? Không phải ở dơ nhưng mà nhiều lúc là cũng hơi lười, mặc gần hết đồ rồi em mới giặt. Trời ơi, vậy giặt đồ nó thâm kim lên luôn. Mến nè, ở dạ. Bên kia thì thích thể thao, thích leo núi. Nhưng mà thật sự chị nhìn cái phọt của em, chị nghĩ em có leo núi nổi không? Dạ không, em không có thích chơi thể thao chị. Không thích chơi thể thao, dạ. Chứ em thích chơi cái gì? Em thích đi du lịch cùng bạn bè, cùng người thân. Đi hát, karaoke nữa. Bạn trai bên kia đó, bên đây người ta hát hay lắm đó, bên đó biết hát không? Những cái tâm hồn nghệ sĩ mới đồng điệu với nhau được nha. Mà biết hát không bạn? Em thích nghe người ta hát. Thích nghe vậy được rồi. Được rồi, một bên thích nghe, một bên thích hát. Bây giờ nè, chị nhìn thấy Mến rất là dễ thương, rất là duyên dáng, khả ái. Nói chuyện cũng rất là từ tốn, điềm đạm. Mà tại sao em chưa có thể tự tìm được cho mình một người bạn trai? Đó cũng là điều em thắc mắc lắm ạ. Sao đến bây giờ em vẫn chưa có? Cũng có thể là do môi trường nữa. Tại vì em học trường kinh tế thì cũng nhiều con gái. Rồi em đi làm kế toán thì công ty cũng ít bạn trai nữa. Ít nhưng mà, đồng nghiệp nam. Nhưng mà từ trước tới giờ, trong quá trình từ trước tới giờ là em đã có bạn trai lần nào chưa? Dạ nếu mà tình yêu cả hai phía thì chắc là chưa. Hồi năm lớp 11 thì em có thích thầy giáo chủ nhiệm em. Trời. Tại sao em thích thầy chủ nhiệm em? Tại sao không thích các bạn cùng trang lứa mà lại thích thầy của mình? Có phải là do em thần tượng bạn thầy của em một điểm gì đó mà em thích thầy của em? Tại em cũng thích người lớn tuổi hơn em ạ. Vâng, mà em thích thầy vì thầy dạy rất là giỏi này. Tính tình rất đẹp trai nữa, mà tính tình thì đẹp trai nữa. Nhưng mà cũng lạnh lùng. Đó là tình yêu hay là sự ngưỡng mộ? Có thể là do thần tượng quá mà. Nhưng mà có đến năm lớp 12, đầu năm lớp 12 á, là thầy em có chuyển trường, mà lúc ý là lần cuối mà em gặp thầy. Từ lúc đó đến giờ em không gặp nữa, mà lúc ý em cảm thấy rất là buồn. Không có cái cảm xúc nào diễn tả nổi á chị. Nên em nghĩ anh biết lý do tại sao thầy chuyển trường rồi. Mỗi người lý tưởng của bạn như thế nào? Tại sao đến giờ bạn vẫn chưa có người yêu? Em thích những cô gái là tính là cũng có trầm tính, cũng đừng có hơi thiên về truyền thống một chút. Chứ đừng có đi theo thời đại quá, em lại không thích. Còn về việc tại sao em có người yêu thì chắc là thật ra tình chưa tìm tới em quá. Trong cái lĩnh vực của bạn cũng rất nhiều bạn gái mà. Không lẽ chưa tìm được, 28 tuổi rồi? Dạ thực ra em cũng đã gặp một số người. Nhưng mà sau một lần không hợp, em cảm thấy không hợp là bắt đầu không thể tới gần nhau được nữa. Có ngưỡng mộ ai bao giờ chưa? Ngưỡng mộ nghệ sĩ Nhí là Phương Mỹ Chi. Ngưỡng mộ Phương Mỹ Chi.
Và bây giờ gặp anh em lại ngưỡng mộ anh. Ngưỡng mộ thôi nha. Ngưỡng mộ quá vậy. Ngưỡng mộ. Thôi chị thò mặt hỏi em gặp chị em ngưỡng mộ chị luôn à. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mến nè, thì sau cái lần mà chia tay lần cuối cùng em gặp người thầy của em đến bây giờ là chưa bao giờ gặp lại. Dạ. Bây giờ có lúc nào em nghĩ về người thầy đó nữa không? Chỉ thỉnh thoảng thôi ạ. Thỉnh thoảng có mơ thấy thầy rồi em nghĩ về thầy. Thôi mình nói đến thần tượng nữa nó hơi xa vời với mình quá đúng không? Mẫu người đàn ông mà em thích, em tìm kiếm và khi mà em đến với chương trình này em mong có được là cái mẫu người đàn ông đó như thế nào? Không có gầy quá, hơi mập mập một xíu chứ không có mập quá. Không có bụng phệ. Không có bụng phệ, bên đó có cái bụng phệ không? Có, bụng tôi. Rồi không có nhuộm tóc ạ. Không có nhuộm tóc. Bên đây không có nhuộm luôn. Hay là không có tóc. Thôi còn gì nữa không em? Về tính cách á, thì là một người chu đáo á, rồi biết quan tâm đến em và gia đình em nữa, rồi biết lắng nghe em nói. Được không bạn? Bạn thấy hợp lý không? Hợp lý, đó là những người đàn ông tốt thì sẽ vậy. Em nghĩ em có thể đó, em là đáp ứng được nhu cầu của bạn. Có thể thì tôi xem thử xem, có thể hay không. Chào bạn. Sao chớp dữ vậy anh? Chào anh. Bất ngờ đối với tôi. Hồi nãy bên kia anh lại nghĩ khác và qua bên đây anh nghĩ khác. Bạn rất là xinh. Nhưng mà rất là đầm thấy rất là đầm thắm và rất là vững chạc. Tôi xin hỏi là lúc bạn yêu thầy đó bạn có nói thầy lần nào cho thầy biết không? Dạ không ạ, em luôn giấu cảm xúc trong lòng. Tại sao em mình yêu người ta mình không dám nói? Tại vì em là học trò thôi ạ. Thầy em quá hạnh phúc và hôm nay anh nghĩ rằng bạn bên đây giá như hạnh phúc được như thầy. Chúc mừng bạn. Rất là dễ thương bạn. Phải nói là ấn tượng. Xin phép em, chị xem trước người bạn trai bên này coi được hay không rồi chị sẽ chia sẻ thông tin với em. Chị cũng rất là ái ngại và lo lắng cho em. Chị sợ anh Quyền Linh ảnh nổ đó. Nhiều khi không phải vậy mà anh cứ nói vậy. Sao nãy giờ ngồi mà không bỏ cái ba lô xuống đi trời. Giữ của giữ vậy. Trời ơi, cứ ôm cái vỏ hoài à. Biết đâu được, đây là một cái đức tính tốt, giữ của cho gia đình. Đôi lúc mình phải buông cái này ra nó nhẹ là mình tay mình mới ôm bạn gái đừng chứ cái gì vậy đeo trên vai vậy rồi sao? Cái vỏ quan trọng hơn bạn gái. Nhưng mà nói chung là một cái vóc dáng rất là văn phòng. Cũng có vẻ thầy giáo lắm. Rất là trí thức, rất là thầy giáo. Nhưng mà không biết bên đây có còn thần tượng thầy giáo nữa hay không. Đó là chuyện của ngày xưa ấy thôi nha. Trời ơi, nói chung là như vậy. Theo chị nghĩ là cũng phù hợp với em. Theo chị nghĩ là rất là phù hợp với em. Anh Linh ơi, mình đừng làm mất thời gian rồi của các bạn. Anh Linh à, chúng ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau, nói chuyện với nhau, nói những gì mà chúng ta thích nói. Và 2 phút chúng ta sẽ quyết định có đồng ý hẹn hò hay không. Mời chiếc màn kéo lên. Bye bye. Và 2 phút bắt đầu. Em hay thường đi du lịch lắm hả? Dạ không ạ, đấy là em thích đi du lịch thôi ạ. Vậy em có thường hay đi du lịch không? Cũng ít ạ. Nãy giờ anh nói chuyện anh thấy em thế nào? Em xinh quá. Cảm ơn anh. Còn bạn gái thấy bạn trai thế nào? Anh xinh quá. Anh đẹp trai quá. Có một cái hình dáng nào giống như thầy giáo của em không? Cũng giống là có đeo kính á. Kêu anh bỏ cái ba lô xuống thử anh bỏ không? Chúng ta còn 1 phút nữa. Nhanh lên. Em thường hay giờ em hay gặp bạn bè không? Hay đi? Có cuối tuần em thường đi chơi với bạn bè. Hết thời gian. Hai bạn này rất là từ tốn, rất là chậm trễ. Hai bạn cứ nhìn nhau không biết nói gì hết. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ, chỉ có 3 giây thôi. Trong 3 giây chúng ta quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Bây giờ mời hai bạn đặt tay ra phía sau ghế. Đó, có một cái nút đỏ. Nếu các bạn nhấn nút có nghĩa là các bạn đồng ý hẹn hò. Và không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không hẹn hò. Không hẹn hò. Và bây giờ 3 giây bắt đầu. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Tôi cũng đang lo lắng bởi vì khi vừa hết thời gian thì bạn mới bấm. Tại sao lại như vậy hả bạn nữ? Tại em ấn mãi cái nút mới đỏ. Lý do tại sao bạn đồng ý nhấn chuông?
Em cảm thấy anh ấy cũng là một người chân thành ạ. Chân thành. Bạn nam? Dạ em thấy bạn gái rất là dễ thương và tính cách cũng thấy phù hợp với em. Tin chắc rằng một cái con đường tương lai rất tốt đẹp đang chờ hai bạn. Bây giờ em trai em gái ngồi cách cái hàng rào thôi. Yeah. Chúng ta nói lớn lên để cho hai bên cùng nghe. Yeah. Để hiểu nhau từ từ sau đó mình kéo rào ra ha. Yeah. Rồi mời em giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh. Chào xin em. Chào chị Hồng Vân. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem ở đây cùng các quý vị khán giả trên truyền hình ạ. Em xin tự giới thiệu em quên xin chào bạn gái bên kia. Xin tự giới thiệu là em tên là Huỳnh Trọng Bình. Em 28 tuổi. À, Bình em, dạ. Em đang sinh sống và làm việc ở Tây Ninh. Nghề nghiệp của em là thợ làm bánh Âu. Bánh Âu hả? Dạ. Tức là bánh châu Âu hả? Dạ, bánh là bên thường là bên Âu sản xuất ra người ta làm ra đó anh. À. Dạ. Thợ làm bánh ở Tây Ninh luôn. Dạ. Sống ở Tây Ninh luôn. Dạ. Nhà ở Tây Ninh luôn. Dạ. Bán bánh ở Tây Ninh luôn. Dạ dạ đúng rồi. Không nghe luôn đúng không? Đó, còn bên đây không nghe luôn. Bình Trọng Bình 28 tuổi. Làm bánh Âu, không có làm bánh tét, bánh Âu. Bánh Âu hả? Ừ. Đúng rồi chị Văn. Là bánh kem, bánh gì đó. Bánh dạ. Giống như là bánh của Tú La Rua đồ này kia đó. Ừ. Dạ. Còn em sao nè, giới thiệu luôn nè. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Ninh, bạn nam bên cạnh và các quý vị khán giả trong trường quay. Em tự giới thiệu bản thân là em tên Trần Thị Hương Quỳnh, năm nay em 27 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Em đến từ Lâm Đồng ạ. Ồ, em làm Bình Dương hả? Dạ. Ủa, bên đó là làm ở Tây Ninh. Tây Ninh. Dạ. Giờ đó bên đây Bình Dương có gần không vậy Linh? Khoảng cách nó cũng hơi xa xa mà cũng không đến xa lắm. Không sao đâu anh ơi. Ừ. Đi Bình Dương đi, nếu mình đi qua cầu Phú Cường lên Tây Ninh luôn cũng được ha. Em đi xe máy từ đây, từ nhà em lên thành phố hoài à. Trời ơi, vậy đó hả? Dạ. Ôi, vậy khỏe rồi. Bên kia là Quỳnh 27 tuổi đúng không? Dạ. Em đang làm gì nãy nói lại cho bạn nghe. Dạ, hiện tại em làm nhân viên văn phòng tại công ty giày dép Thái Bình ạ. Ờ, nhân viên văn phòng công ty giày dép. Bên làm giày dép lên bên làm bánh trái ha. Em nói một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em cho em xin phép được khen bản thân mình một chút đó là em hiền lành, dễ thương, dễ tính, ngoại trừ hơi nức nóng tính một chút ạ. Hơi gì? Hơi nóng tính một chút ạ. À, hơi nóng tính là coi như điểm yếu của mình là hơi nóng tính hả? Dạ. Hiền lành nè, dễ thương, dễ tính. Vui vẻ. Ừ, đừng có dễ dãi nghe chưa. Dạ. Ừ, vui vẻ nè. Rồi hơi nóng tính chút xíu thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà cái này là em làm đúng không? Dạ. Vậy là phải khéo tay nữa. Dạ, cũng không khéo lắm. À Huỳnh ơi. Em nóng tính là sao vậy? Dạ, trừ lúc mà mệt mỏi quá hoặc là bị áp lực công việc quá mà ví dụ như có người quấy rầy thì em có hơi to tiếng với người ta một chút thôi ạ. Hơi to tiếng xíu to tiếng hả? Dạ. To mình to hơn là sợ rồi. Rồi còn em trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, không thuốc lá, không thích uống bia. Mà uống rượu được, nhưng mà không uống nhiều. Tại hồi nhỏ lớn em mới xỉn có một lần à. Có một lần thôi đúng dạ, không? Dạ, lần đó là em đi lính ra đó, cái gặp đồng chí đồng đội. Cho nghe xỉn luôn. Em đi bộ đội hả? Dạ. Đi nghi vụ quân sự mấy năm? Em đi 2 năm anh. Rồi vậy là khỏe rồi. Dạ. À, em có cái khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là nhiều lúc mà hay tự ái, tự kỷ. Tại vì á một phần á là do là khi mà em ra quân rồi đó, cái em hay làm chuyện này chuyện kia một mình, là em tự làm một mình được. Cho nên nó sinh ra tự ái tự kỷ, quy như là anh đi ngoài ra đường là gặp nắng là mưa vậy đó. Đó. Còn khi điểm yếu của em nữa là khi mà áp lực công việc cuộc sống quá anh á, xong cái em vứt hết những suy nghĩ người lớn đi, em thành một đứa trẻ con, em hay nói hay cười vậy đó. Vậy lúc hả? Nói lúc cười hả? Tự dạ. Mình biến mình thành một đứa trẻ con hả em? Dạ. Hay nói hay cười, lúc khóc, lúc mưa lúc nắng. Dạ. À, cũng được, nhưng mà đôi khi thế nó cũng là sai á nha. Không sao, rất là vui rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ thì mời đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên.
Em mấy mối tình rồi? Dạ, từ nước mẹ em đi học giờ chưa có mối tình nào hết. Nhưng mà cũng có tìm hiểu một người ạ. Tìm hiểu một người? Dạ. Đó là năm thứ mấy? Khoảng 2 năm trước ạ. Khoảng 2 năm trước? Dạ. Chứ không phải là từ lúc đi học đúng không? Dạ. Rồi quen được bao lâu? Dạ, cũng được 4 ngày ạ. Quen được tới 4 ngày luôn hả? Rồi sao, lý do gì mà chia tay? Anh ấy áp đặt quá. Ví dụ, em chỉ muốn là em tìm hiểu thôi, chứ em không có gọi là em chưa có tìm hiểu kỹ tính cách người ta như thế nào, hoặc là cách sống người ta ra sao mà người ta đã ép em là tiến tới về một nhà. À, tức là muốn cưới em liền luôn á? Dạ. Là em sợ quá rồi em chia tay luôn? Dạ. Ồ, rồi ví dụ như giờ cái bạn bên kia á, rồi bạn cũng muốn cưới em liền thì sao? Chắc là em sẽ gọi là khuyên bạn từ từ mình tìm hiểu nhau kỹ hơn ạ. Đúng rồi, nếu mà cái quan điểm của em như thế nào thì chút xíu mở rào nhớ nói hết tất cả những cái điều mình mong muốn ra cho bạn bên rào biết nha. Dạ. Thôi, cô vô quen mối tình dài dễ sợ luôn á. Quen tới 4 ngày luôn á. Mối tình đó lịch sử luôn á, dài nhất thế kỷ luôn á. 4 ngày. Em trai, đường tình duyên thế nào? À, đường tình duyên của em lận đận lắm anh ơi. À, lận đận hả? Dạ. Kìa bà mối qua kiểm tra đàn trai coi kìa. Chào em. Chào Duyên Vân. Dạ. Sao nè, tình duyên sao nè? Dạ, từ nhỏ tới lớn á, em là em để ý nhiều lắm. Mà thường là để ý người ta, cái người ta có bò hết trơn rồi. Không, cái lúc lớn lên là em có một mối tình. Vào 28 tháng 6 năm 2015 á. Trời, nhớ là, luôn hả? Là lúc đó là mấy tuổi? Dạ, lúc đó là 8, 15 là 23. 23 tuổi. Dạ. 23 tuổi, cái hồi đó em còn làm thêm, đi làm lơ xe buýt á. Cái em gặp cái cô kia, cậu đi, cậu học xong rồi, cậu đi về. Xong cái cậu kia lên đó chạm là... chạm An Lạc á. An Lạc gần bến xe miền Tây, con đi 151. Xong cái gặp cô đó, cái cô hỏi cô lên thấy ôm thùng mì liền. Tính là này thu vé được nè. Xong cái lên hỏi đi đâu. Cái em nói em đó em nói là tới bến. Cái em nghe nó, ủa làm gì có chỗ nào cống lớn đâu em về. Em nghe lộn á. Xong cái vui cười, xong cái thấy nên em quên luôn cái vụ thùng mì luôn. Xong cái từ đó em xin số điện thoại, xong rồi quen từ từ, xong được nửa năm cái em đi lính. Dạ, đi lính xong cái cũng còn nhắn tin đồ, thăm đồ dữ lắm chị. Xong cái gần ra quân á, cái nói chia tay. Dạ, mà em nói nghe. Em nói chia tay. Em muốn chia tay. Dạ. Tại sao vậy? Tại vì thấy tình cảm bạn đó dành cho mình nó không còn như xưa. Với lại em muốn tạo cho nó một cái suy nghĩ để bạn đó sau này không có hối hận á. Tại bạn đó có nói với nhiều lần trao đổi với em rồi, kiểu như là thấy em tương lai không có sáng sủa mờ mịt đâu đó. Nên là thôi, cũng có nhã ý là muốn chia tay đó đúng dạ. không? Xong cái chia tay xong rồi cái gần ra quân là tới cái thời điểm mà em hứa với bạn đó là anh sẽ yêu em trong 2 năm, đúng ngày này làm sao cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Xong cái tới đó em hỏi còn thương em không, xong cái bạn đó im ru luôn. Xong cái em ra quân cái được nửa năm cái được tin em lấy chồng. Có nghĩa là em đã có một cái gì sâu đậm với bạn đó chưa? Dạ có rồi chị. Đi có chơi sâu nhiều đậm rồi vậy... em đưa rước bạn đó đi làm luôn. Vậy là cũng có kinh nghiệm trong yêu đương chút đỉnh dạ. rồi. Còn bên đây người ta chưa có gì luôn á. Người ta đây có 4 ngày thôi à. Mà dạ. tại vì đòi cưới quá thành ra là cổ sợ. Dạ. Chút xíu nó liệu lời mà nói chuyện nha. Qua rào á liệu lời mà nói chuyện nha. Dạ. Em ước mong bạn gái của em là có một cái là một cái nhân dáng như thế nào, hay là một cái tính dạ. tình đã làm sao? Dạ tính cách đó thì Quỳnh ơi. Dạ. Em có ghen không? Dạ chắc khi chắc cũng có. Ghen nhiều không em? Nhưng mà chắc ghen là ghen văn minh thôi ạ, chứ không có ầm ĩ đâu ạ. Không, nhưng anh là anh thích chưa? Con gái ghen nghe. Chưa. Ổng thích con gái ghen kìa. Phải hay ghen mới được á. Đó, phải ghen ổng. Dạ. Chút trao đổi tiếp, đổi gì nữa nè. Dạ, nữa? Không cần đẹp đâu chị, cần dễ thương là được. Ừ. Không có mập quá.
Rồi cao trên 1m55. Cao nhiêu hả? Đừng có nói chuyện anh ơi, em cao có 1m50 à. Bên đây cao 1m50. 50 vậy? Phải kể không sao. Không sao phải không? Rồi thiếu 5 phân rồi. Không sao. Dạ. Ừ. Mập dễ thương. Dạ. Yeah. Đừng có nói chưa mập ở đây, đụng chạm nhiều lắm. Thấy là không có ư rồi đó thiệt. Đâu, mình nhắc nhở thôi mà. Tại vì bạn đó nói chữ mập. Chẳng thà đừng nhắc ta đỡ tổn thương. Đừng có nhắc gì hết trơn trọi á. Ông nhắc người ta mà ông xài 4-5 lần cái chữ đó. Đồ đi đồ lợi đâu là sao? Đâu có đồ đâu. Trời ơi, để coi tôi coi thằng gái con sao nè. Không có cho coi luôn. Trời đất ơi. Giận luôn rồi đó. Gì đâu giận. Nếu như ngày hôm nay mà em không có được bạn gái á, là lỗi của anh Quyền Linh á. Thì nói cho em biết. Đừng nói chữ mập nha em nha. Dạ dạ dạ, dạ. Chứ đừng nhắc chữ đó, dạ. Rồi, con ta xinh xắn nha. Em chào anh. Rồi chào em, dễ thương. Dạ. Em là người miền Trung hả? Dạ không, em người miền Bắc ạ. Ủa sao cái tiếng... Em hơi mới bị cảm. À, em muốn tìm một người bạn trai thế nào? Dễ nhìn, cao mét khoảng 1m65 đến 1m70. Sao sao bên đáp không được không? Không mắt hí, không hói ạ. À. Không gì? Không đừng, hói ạ. À. Đừng nói chữ hói. Đừng, né đi. Trời ơi. Trong cái chương trình này là mình né cái chữ hói đi nghe. Đừng bao giờ nói chữ hói nghe. Không vừa làm tôi đó. Nhắc đó, tôi nhắc. Không có nhắc nhiều như vậy. Dạ, người ta nói có một chữ à, nhắc hoài. Đụng chạm nhiều người lắm. Thôi quề đi. Thôi mình quề đi. Mình dì sách nhỏ đi. Nói chung hai đứa mình quề đi. Đừng nghe. Bao giờ nhắc chữ hói với chữ mập ở đây. Đụng chạm nhiều người lắm. Em ơi, ta hói ta mập mình ta dễ thương là được rồi. Không? Dạ. Anh này á là dễ thương vô cùng luôn. Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Em nói cho dễ hiểu coi. À, hình mẫu lý tưởng của em là ca sĩ Lam Trường ạ. Lam Trường hả? Dạ. Này nó đường trường được không? Nói chung là hơn Lam Trường luôn. Không? Dễ thương, bảo đảm với em bao vui luôn. Cười dạ. Lúc nào cũng cười, thậm chí lúc em buồn cũng cười, lúc em khóc cũng cười. Dạ. Lúc em đau bụng cũng cười. Được, đúng không em? Đâu 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 có là anh. Có không? Đau bụng sao cười được. Bây giờ cười hoài luôn rồi đó. Thấy em là anh thấy vui rồi đó. Không cần có cái gì chân mà thấy em là thấy vui là anh khoái. Dạ. Lúc nào cười, cười vậy đó hả? Dạ nụ không. Cười tỏa nắng nha. Ừ. Nó cười cháy nắng luôn á chứ tỏa gì. Được, anh này dễ thương lắm. Dạ. Nói chung là dễ gần luôn. Dạ. Nhưng mà anh hỏi em tình yêu thì có 4 ngày mà em kêu là tình yêu. Em kêu là tìm hiểu thôi chứ em chưa có yêu ạ. Nhưng mà 4 ngày đó mình làm gì mà mình gọi là tình yêu? Người ta chưa có nói người ta có tình yêu. Người ta nói từ đó giờ chưa yêu ai. À. Chỉ có cách đây là mấy năm đó là tìm hiểu. Tìm hiểu. Tìm hiểu được 4 ngày thì cái anh kia đòi cưới. Đòi bắt người ta làm vợ. Thành ra người ta sợ người ta chạy. Ông vậy đó. Bị khùng hả? Chưa có gì trơn 4 ngày mà kêu cưới. Thì bởi vậy người ta sợ người ta chạy ông lúc nắm đó. Nắm tay em chưa? Dạ chưa ạ. Em không cho nắm à. Không cho nắm? Dạ. Vậy mà tự nhiên đòi cưới. Dạ. Em coi là ông có tỉnh không? Thì không cho nắm thì mới đòi cưới. Cưới để được nắm. Ông cưới gì á? Chưa có nắm tay không gì tự nhiên đòi cưới. Thì chính vì vậy mà chính vì vậy ngày hôm nay nhà gái tôi mới có mặt ở đây. Để mà giao tiếp với bên nhà trai của ông. Ông thấy không? Đàn trai hôm nay cũng dễ thương không? Đi xe bus không? Quen mối tình trên xe bus. Quên thùng mì nhớ cô gái. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi sau đó mình cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em ạ. À. À có mẹ hả? Dạ. Rồi chào bác gái. Xin chào MC Quyền Ninh và chào MC Hồng Vân. Mẹ trẻ và xin mẹ. Chào khán giả của đài truyền hình. Tôi là mẹ của Hương Quỳnh. Tôi đến từ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. À. Và Quỳnh con gái thì em cũng hiền và cũng ấy, rủi ro là đến tuổi này rồi thì vẫn chưa có mối tình rách vát vai là vì là lúc còn đi học thì mẹ cũng khó cấm đoán là sợ những quan hệ nó không trong sáng cho nên em cũng nghe lời và cũng đến bây giờ thì bên nội bên ngoại thì đều hối. Hối rồi đó hả? Dạ. À, vâng. Vợ cũng thấy, để tương lai được không? Ổn không? Dạ ổn ạ.
Nhìn thấy bạn trai bên đây thì tươi, cao ráo, đẹp trai, vui vẻ. Đó, thì cảm ơn tuy có xa về mặt địa lý nhưng mà thôi thì trăm sông cũng nổi, nếu mà đã có duyên với nhau thì trăm sông cũng nổi, mà mấy núi cũng đèo vạn đèo cũng qua. Nhưng qua không qua đèo Bảo Lộc. Thôi thì dạ, vâng, đúng là qua đèo Bảo Lộc đấy ạ. Dạ. Rồi, cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với chị, với bạn và hai đứa em. Chị ruột hả? Dạ đúng rồi, chị ruột em. À. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh, MC Hồng Vân, quý vị khán giả và xin chào cô ạ. Chị chào Quỳnh. Bình thì nó tính của em nó là hơi sống nội tâm tí xíu. Hai chị em nhưng mà tính không có giống nhau. Chị thì vui vẻ, hòa đồng lắm, còn em thì sống hơi nội tâm. Chị thì thấy Quỳnh cũng dễ thương. Bình nó được cái là nó không có yêu thì hơi bị chung thủy lắm. Em nó không có lăng nhăng hay gì, yêu là yêu một người thôi. Cũng thích sống cho gia đình lắm, chăm lo cho vợ con được. Nói chung là gia đình bên chị thì cũng dễ, ba mẹ chị cũng dễ không khó, cũng không ép làm dâu hay là gì hết. Ba mẹ chị cũng thoáng lắm. Nếu như hai em tới được với nhau đây là có duyên rồi. Còn quyền quyết định thì chị, hai em quyết định, chị tin tưởng vào quyết định của hai em. Dạ. Rồi, cảm ơn, cảm ơn chị ạ. Và bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Hồi hộp dữ vậy cưng, yeah. Hết sức bình tĩnh. Đó, rồi đứng lên nè, đứng lên tặng quà. À, ngon luôn. Dạ. Hôm nay là anh có 3 món quà muốn tặng em. Nhưng mà chỉ chọn 1 trong 3 thôi nghe. À, cái bự nhất á là nó có thể ăn được. À, cái thứ hai á là nó đẹp nhưng mà nó không có để lâu được nghe. Còn cái thứ ba á là món quà này là ba món quà này là để lâu được nhưng mà cũng đẹp. Ba món này á đều tự ta làm hết á. Nói nghe nè, giờ không có quyền bí nữa, mở luôn cho bạn gái với tất cả mọi người xem là cái ý nghĩa của từng món quà như thế nào nè. Dạ dạ. Ừ, đây em phụ đi, em phụ đi xong rồi hãy cho chị cầm này cho. Rồi. Mở cái bữa trước ạ. Bữa trước ha. Dạ. Đây. Đàn trai chưa gì thấy xính lễ quá. À. Đây đây. Món quà này em rất thích luôn. Đây là bánh xu. Này là anh đem theo là 5 cái. Tượng trưng cho là này anh với em. Còn 3 cái lại là anh muốn sau này mình có 3 đứa con á. Trời đất ơi. Anh ơi, anh hai đứa được không anh? À. Không, anh thích có 3 đứa, tại đông vui. Trời ơi. Hai đứa cũng vui mà anh. Hai đứa cũng vui lắm à. Thôi 3 đứa kể đi, 3 đứa cũng được nè. Bên nhà chị 3 đứa dễ thương lắm. Rồi giấu cái này đi, đừng cho anh Quyền Linh thấy nghe không. Giấu đi nè, đưa ra cất liền bên đây cho ông thấy. Một hồi là không còn một đứa nào luôn á. Dạ. Tới cái thứ hai hen. Em lấy ra đi, em lấy ra đi. Anh cầm cho. Linh biết không? Giờ Vân mới để ý Vân thấy á, cái lúc tặng quà là lúc cảm xúc nhất á, không có bị rung á. Đúng rồi. Trời dễ thương cái đó gì vậy? Rồi đó. Này là hôm qua là anh chuẩn bị cái muỗng dừa này thôi nè. Còn dạ. Sáng nay là anh đi hái bông rồi anh cắm vô. Rồi anh đi hái ở đâu vậy anh? Anh đi anh hái trộm của anh ta. Dạ đâu có. Kéo đường vô nhà chị em á. Ừ. Người ta trồng bông nhiều lắm. Dạ em nói ý nghĩa đi, tại sao em lại xài những cái bông này, hay là tại thấy đẹp thì mình cắm thôi? Dạ chủ yếu là đẹp thôi. Nên còn ý nghĩa là đây là hai bó bông hồng đó. Một cái hồng, hồng lạc với hồng hành đậm, còn đây là lá bông hồng đậm hồng lợt. Cái hai cái hoa hồng nó là ý nghĩa gì? Chắc nhỏ là của em quá. Dạ, đây là tượng trưng cho em. Còn đây là bạn nữ. Đó, còn là đây hai đứa là hai đứa hồng. Xung quanh có những đứa hoa. Là con cái rồi đó ha. Dạ. Dễ cưng quá. Rồi bỏ vô. Cất luôn. Không cho anh Linh thấy luôn nha.
để đây. Dạ, để đây. Để đây chị làm nhé. Đây, còn cái cuối cùng, cái này là chính tay anh thắt á. À, đây. Để anh đeo cho em nghe. Dạ. Tự làm không mà Linh ơi, Linh. Tưởng đâu ngày nay ngày đám hỏi chứ. Quá trời chuẩn bị chu đáo dễ sợ. Trời ơi, tự tay thắt cái vòng. Ủa, cái đó cái vòng hay là cái dây cổ ta? Dạ dạ dạ, vòng tay. Ờ, vòng tay. À. Em thích không? Dạ, em thích món quà này như vậy. Rồi đó, rồi tặng lại đi. À, còn cái này là cũng chính tay tự em làm. Cái này có ý nghĩa là lồng đèn này, hình trái tim. Cái này là giúp em là soi đường vào tim anh ạ. Anh thích lắm á. Cảm ơn nha. Thì không đẹp cho lắm nhưng mà có ý nghĩa. Rồi. Đây đây, anh có một bí mật anh muốn nói với em á. Đừng kể cho ai hết nha. Dạ. Không, anh nói trên sóng truyền hình là anh đã kể rồi ạ. Chứ không phải bí mật của hồi riêng đó, em nữa. Hồi đó là anh đi lính xong ra anh tính là anh lái xe. Nhưng mà lái xe thì nó bấp bênh quá cho nên anh chọn làm bánh. Mục đích anh chọn làm bánh á là sau này á là anh muốn là chồng làm bánh còn vợ là làm đồ ăn cho mấy chút nhỏ ăn. Đó là mục đích, đó là cái nghề của anh. Yeah. Chồng làm bánh rồi vợ nấu đồ ăn cho mấy đứa nhỏ ăn, có ghét không? Cưng hết sức. Anh ơi, em nấu ăn không ngon lắm thì sao anh có phụ em không ạ? Không sao, không sao. Ở trong cái tiệm anh có cô kia nấu ăn ngon lắm. Cậu có gì cậu huấn luyện anh cho. Để anh về anh huấn luyện lại em. Sẵn sẵn hát bài tặng em gái luôn đi. Rồi, anh xin hát bài tặng em ha. Dạ. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau. Dù cho bao đôi thay, cho ngày sẽ trôi qua êm đềm. Và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Anh cũng hát tặng em một bài thì em cũng xin hát tặng anh một đoạn. Mặc dù hát không hay lắm, mong mọi người và anh thông cảm ạ. Bởi hồi nhịp trái tim em run lên, tựa như có hoa nở chưa cháy tim. Nụ cười nằm ấm không mơ bao đêm, làm sao để quên anh giúp giùm em. Tình không tới nên vợ không biết nhưng trong lòng nuôi tiếng. Bởi em là con gái, em là con gái, muốn nói yêu ai cũng sợ sai sai. Cái bài này gì lạ quá, không quen ta. Hôm nay là anh đến đây á là anh có 4 điều muốn thực hiện. Điều đầu tiên á là anh muốn nói cho cả thế giới rằng á, cũng như bài hát của anh nãy á, là tình yêu diệu kỳ là nó có thật. Điều thứ hai là chữ duyên á nó cũng có thật. Anh với em gặp anh ở bên đây. Điều thứ ba á là anh muốn nói là tất cả những gì mà hồi nãy giờ anh nói á đó là cũng đều là sự thật. Còn điều thứ tư á điều thứ tư anh quên mất tiêu rồi. Em muốn làm bạn gái của anh không ạ? Đúng không ạ? Điều thứ tư là nói em nhớ bấm nút vậy đó. Điều thứ tư là anh yêu em nói luôn đi. Có hơn anh. Từ lúc đầu tiên anh nhìn thấy em là anh thích em lắm rồi đó. Cái yêu nhìn đầu tiên ạ. Tụi nó không cần ngồi ghế luôn á Linh. Đấy. Cứ nói đi xong rồi tới khi nào mà nói đủ rồi. Thôi anh Linh ơi, chị Dân ơi, cho em bấm nút rồi. Vậy thôi là bắt đầu ngồi bấm thôi. Hai đứa tự nhiên như ở nhà hai đứa đi. Cứ tự nhiên đi cưng. Rồi em cứ em trao hết cái tình cảm cho nhau. Dạ. Mở lòng với nhau đi. Dạ. Em có muốn thực hiện 4 điều đó cùng anh không? Em sẽ thực hiện bằng cách bấm nút ạ. Sao ạ? Vậy cho anh. Vậy cho anh ôm em một cái luôn được không? Ôm thôi nha. Đó thấy chưa? Đó đâu cần nhìn tới mình. Nói một câu nữa rồi được hay không? Bấm nút luôn nào, em trai. Nói gì đó? Em cũng có. Anh nói. Anh nói. Anh nói. Okay.
sau này á anh là anh muốn cùng em về chung một mái nhà, nơi mà có tình cảm của anh dành cho em và những chiếc bánh ngọt ngào. Trả lời hồi đáp liền cưng. Dạ, em có đồng ý không ạ? À? Dạ đồng ý ạ. Nhưng mà em cũng có một câu hỏi hỏi anh, hai câu hỏi thôi ạ. Rồi em cứ hỏi anh đi. Ví dụ sau này em có muốn đi học thêm thì anh có cho em học không? À, có lập gia đình á, anh có cho em đi học thêm không ạ? À, cái chuyện mà em đi học thêm nó tốt chứ đâu có xấu gì đâu mà tại sao lại không cho? Dạ, tại vì cũng có rất là nhiều người nào chồng muốn vợ ở nhà chăm sóc con mà lo cho gia đình thôi chứ không có muốn vợ đi ra ngoài á. Anh thì anh thích làm những chuyện mà mình thích trong cuộc sống này, miễn sao là mình hạnh phúc là được. Dạ. Cho nên là cái chuyện mà em thích làm gì á thì anh luôn là đồng ý. Quá tuyệt vời rồi. Còn câu nào nữa hỏi luôn. Nhưng mà có đòi anh có đòi cưới em sớm liền không á? Dạ, anh có đòi cưới em sớm không anh? Không, 4 ngày là không rồi. Em còn chuyện cưới xin thì từ giờ em cũng tìm hiểu anh. Ví dụ như mà thích hợp là cưới thì sang năm cưới. Trời, đồng ý luôn. Anh cũng tính là sang năm luôn á. Ủa, chặt luôn. Đứng yên nguyên, Khoan đứng yên nguyên. Để anh hỏi ý kiến mẹ coi sao, đứng yên nguyên, ôm chặt luôn. Đó, đó, rồi bây giờ đứng yên nguyên coi. Giờ mình vô luôn nè, nay chắc khỏi bấm luôn quá. Thôi cho cái thủ tục đi. Cô thấy sao đi. Cô, đại diện đàn trai nè, cô nói gì với cô. Nói luôn đi, đại diện đàn gái nè, cô thấy được không, ưng không. Cô cầm video cô nói đi, được cái mình mừng luôn, khỏi bấm nút luôn. Thưa MC là được ạ. Được, cô nói gì với hai nhỏ đi. Thì cũng chúc các con là tìm hiểu kỹ rồi nên duyên vợ chồng thì một việc rất tốt đẹp. Dạ, cảm ơn cô ạ. Dạ. Rồi đi. Ôm lại cho mẹ thấy. Ôm lại cho mẹ thấy, ôm chặt luôn cho mẹ thấy coi. Đó, chặt luôn nha, đứng yên nguyên. 5, 4, 3, 2, 1, bấm nút. Không. Không ạ. Dạ. Em không được thực hiện nút bấm ạ. À. Nè dòm đi nè, quay lại dòm. Tim nó đỏ ao rồi. Em có muốn bấm nút không? Dạ, chưa rồi, hết rồi. Dạ, bây giờ là bấm rồi đúng không? Dạ. Bây giờ em thấy cảm giác thế nào? Cũng vui ạ. Em có cảm giác rung động với anh bạn mà em đang ôm không? Lúc mở ra thì thấy anh này cười, em thấy vui vậy ạ. Cô nào cũng có chút chiếu ạ. Cái hôn đúng chương trình luôn đó. Nè, đó, đó, đó. Ôi. Cái tài ôm cứng ngắc kìa nè, đó. Bóng vô cứng ngắc luôn kìa nè. Hai đứa này dễ thương lắm luôn á nha. Đó, được rồi. Bây giờ hứa gì với mẹ vợ tương lai đi nè. Dạ. Dạ con xin hứa là con sẽ làm cho Quỳnh thiệt là hạnh phúc luôn ạ. Dạ. Con sẽ làm cho Quỳnh thiệt hạnh phúc. Dạ. Vậy dạ, thôi đó hả? Dạ. Rồi sẽ lo cho Quỳnh thế nào hay là sẽ lo cái gì đó tổ chức ngày cưới sớm nhất gì đó, hứa luôn với mẹ vợ tương lai luôn đi. Dạ dạ. Con xin hứa là sau này con sẽ bảo vệ và che chở cho Quỳnh. Dạ. Cùng Quỳnh làm rất là mọi thứ mà chúng con mong ước ạ. Ồ, dễ cưng dễ sợ luôn á. Được chưa? Dạ. Chấp nhận không Quỳnh? Dạ chấp nhận ạ. Chấp nhận rồi xong. Như vậy là đây là cặp đôi không cần phải bấm nút gì cả, bởi vì tất cả mọi người đều chứng kiến rằng gần như là họ sinh ra là để yêu nhau. À, gặp gỡ ban đầu những cái nụ cười đã hòa quyện với nhau rồi, hai tâm hồn đồng dạng cũng đã hiểu nhau và từ đó sẽ sinh ra đám cưới.